Các bạn thân mến, đây là thời buổi bây giờ không còn như hồi xưa nữa. Hồi xưa mà mình mua được cái máy co le mà như vậy là coi như quá quý rồi. Nhưng mà bây giờ là chúng ta mua được một chiếc máy này, kiểu như của máy Honda vậy á. Thì nó có giá tầm là chừng khoảng 5 triệu đô lại. Nếu mà loại tốt 3 triệu, 2 triệu mấy, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu tùy theo các cái hãng sản xuất, ví dụ như là của Nhật, Đài Loan hay là Trung Quốc. Đó. Thì máy này thì đa số thì chắc của Trung Quốc sản xuất. À, là ở đây là cái trong cái máy này nó có một cái cục này, là cục này để anh chị nó là cân bằng. Khi mà cái máy của mình nghiêng á, máy mình nghiêng á thì nó sẽ không cho chạy. Bởi vì sao? Máy nghiêng là tự động nó ngắt cái lửa của buri đi, nó không cho chạy, nó không cho chạy. Như vậy á thì nó sẽ không bị là cái tình trạng mà thiếu nhớt, tại vì cái này nó nhớt là nó nhớt nó đánh bằng cái dơ, nó đánh tạt lên, nó mà nghiêng quá thì nó sẽ không có đánh tạt được cái nhớt lên, thì tất nhiên là cái bộ điều khiển này nó sẽ tắt. Còn nếu mà các bạn muốn sử dụng nó nghiêng á thì các bạn rút sợi dây điện này ra, rút 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 nó ra, rút nó ra khỏi cái đường tự động đây nè, nó xuống đây, nó qua đây, nó có xuống từ cái hộp này nè, để ngắt nó xuống đây, nó có xuống cái bộ báo nhớt nè, ở cái bộ mà bộ để đo nhớt trong này, nó không có nhớt là tự ngắt, hoặc máy mà thiếu nhớt tự động nó cũng ngắt, nghiêng nó cũng ngắt, thiếu nhớt cũng ngắt. Đó thì nó có hai loại, có loại là sẽ không sử dụng cái cục này và có loại là sẽ sử dụng cái cục này. Nhưng mà cái quan trọng chính của cái máy này á là bây giờ nó tiện lợi ở chỗ là cái bơm tự hành. Bơm tự hành là bơm sao? Các bạn thấy nó khác hẳn với lại những cái bơm khác. À, có nghĩa là cái bơm khác á thì cái lỗ mà rút bê của nó sẽ nằm ở đây, sẽ nằm dưới này. Nhưng mà cái bơm tự hành này á là cái các bạn thấy không? Cái lỗ mà để hút là nó nằm trong. Ở trong này nó có một miếng da để nó đậy lại thay thế rút bê. Thì cái bơm tự hành này là sao? Các bạn chỉ cần mồi nước vô trong cái bơm này, đầy cái bơm này thôi là được. Có nghĩa là mồi nước lên tới đây. Xong rồi á, các bạn cứ cắm ống vô, các bạn mồi nước chừng khoảng 2-3K gì đó thôi à. Cho nó cao nhất là chừng khoảng 3 lít vô trong cái này. Khi mà các bạn nổ máy, các bạn lên ga tự động nó sẽ hút nước lên. Đó, cái bơm tự hành này là nó dạy tự động nó hút lên, khỏi cần phải rút bê nha các bạn. Chỉ có cần cái ống xả xuống thôi là nó sẽ là tự động nó hút lên, nó hút hết không khí là tới nước. Đó là bơm tự hành nó dạy. Các bạn khỏi phải mồi lằng nhằng dưới này cho nó mệt. Đó. Thì cái máy này là nó được là 30 mét khối một giờ là maximum. 30 mét khối một giờ. Nó hút được độ sâu trung bình khoảng độ cao á. Cái ống thí dụ các bạn thả nghiêng nghiêng thì mình nói, nhưng mà độ cao nó hút được chừng khoảng từ 5 mét trở lên. Nó đẩy cao được khoảng trên 30 mét. À, đây là một chiếc máy máy mua, nó hiệu Tuco. À, máy này thì đa số là tôi nghĩ là do Trung Quốc sản xuất. Nó 6,5 ngựa. À, thời buổi này là coi như quá tiện lợi. Ngày xưa tụi tôi muốn tưới nước bơm ruộng đồ mà để mà mua được một cái máy co le là mắc tiền lắm. Cái máy chỉ á mà nó đâu có ngon lành gì đâu. Nó bị dơ đó, các bạn thấy không? Tôi thích cái loại bơm này, bơm tự hành này. Mình chỉ việc đổ chừng khoảng mấy ca nước vô, khỏi phải mồi rồi cho nhiều. Ống rút bê đồ nó cũng đơn giản nữa, nó tiện lợi nữa. Cứ thọt xuống một cái nổ máy lên ga một chút xíu là một chập là tự động nó hút hết không khí trong ống là nó kéo nước lên là ok vậy thôi, rất là tiện lợi.